Vòng bảng VCS mùa hè 2019 cuối cùng cũng đã khép lại với những kết quả không quá bất ngờ. 4 chiếc vé tiến vào vòng playoff đã gọi tên Gami Sport, Team Plush, Loki Sport và Dashing Buffalo. Với đội hình đạt được sự ổn định ở tất cả các vị trí, đoàn quân của huấn luyện viên Tini Kun sẵn sàng thách thức mọi đối thủ trước mắt. Những màn cà khịa liên tiếp đã dẫn đến kịch bản mà mọi fan hâm mộ đều đang chờ đợi. Sau tất cả, Gam cũng đã chấp nhận lời tuyên chiến từ phía Loki Sport. Một mùa giải thầy trò Nick Water cho thấy sự tiến bộ vượt bậc từ chiến thuật, di chuyển cho đến phong độ cá nhân của các tuyển thủ. Nhưng để đối đầu với Gam, DNK và những người đồng đội của mình cần phải làm nhiều hơn thế. Dù là Loki hay FSQ, đây vẫn là đội sở hữu lượng cổ động viên hùng hậu bậc nhất của nền liên minh huyền thoại Việt Nam. Dĩ nhiên, kỳ vọng dành cho AC Minh Hảo cùng các cộng sự của mình sẽ vô cùng lớn lao. Bởi lẽ không ai muốn Loki Esports chỉ mãi là một kẻ thách thức tại VCS. Sau khởi đầu chật vật, Hani đang làm người ta quên đi hình bóng của anh thở say, King Jay. DNK đã có điểm rơi phong độ rất ấn tượng, kèm theo đó là bể tướng tăng dần theo thời gian. Trong khi đó, Artifact vẫn đạt được sự ổn định ở đường giữa, dù không còn sự bùng nổ như những khoảng thời gian đầu mới ra mắt. Quan trọng hơn, cặp đôi đường dưới mới là điểm tựa lớn nhất của Loki Sport. Celebrity, Venus chính là những người đồng đội cũ tại Sài Gòn Joker, đang có sự ăn ý nhất định. Đây chính là những người giàu kinh nghiệm trận mặt nhất trong đội hình của Loki vào lúc này. Ở những thời điểm quan trọng, xạ thủ quốc tế luôn mang lại những cảm xúc khó tả với các pha xử lý của mình. Thế nhưng, VCS có lẽ không phải là sân khấu đủ lớn để anh thể hiện tài năng của bản thân. Giờ đây, quan trọng không phải là anh em mình vui nữa. Giống như cách mà FFQ trước đây từng tuyên bố, đã đến lúc những chú Phượng Hoàng chắp cánh về mục tiêu tối thượng, đó là chung kết thế giới. Và để đi đến vạch đích, trước hết Loki Esports sẽ phải vượt qua ngọn núi mang tên Gami Sport.